này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí nhất thiết hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí nhất thiết hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí nhất thiết hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên quán quả dự lưu hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc thường hoặc vô thường chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán quả dự lưu hoặc là hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả dự lưu hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận. Nên chẳng nên hí luận nên quán quả dự lưu hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả dự lưu hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán quả dự lưu hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán quả dự lưu hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận nên quán quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận